Ok, sau đây xin mời các bác cùng em thưởng thức chất âm của con loa súp 12SA cực kỳ khủng khiếp này các bác nhá. Tiếng rất bạo lực và chắc chắn. Xin chào, chào mừng các bác quay trở lại với kênh truyền thông của âm thanh Tân Tiến. Trước mắt các bác đây là một mẫu loa siêu trầm đến từ nhà Litton Sound, được phân phối chính thức bởi công ty điện tử Phượng Hoàng. Em xin giới thiệu sơ qua về nó về phần mặt trước. Mặt trước con này thì được thiết kế bởi mặt Ekang Lỉ với một đường bo họa tiết là hình tròn. Một điểm nhấn nổi bật nữa của hãng Litton Sound được thiết kế ở phần phía trước này là cái logo được in lùi lại các bác nhá, in vào trong cái điểm đường khuyết tròn này. Đấy, là một cái điểm nhấn nhìn rất là sang trọng và lịch sự. Con này thì mang trên mình là công suất 200W và chạy ở với cái điện áp là 220V. Ở phần trước này thì chúng ta có một cái Ekang Lỉ được bo tròn các cái góc này. Đấy, các bác nhìn nhé, bo tròn theo cái kích thước của driver Bass 30 các bác nhá. Phía trong này chúng ta có là một cái đường bo viền bằng nhựa tạo nên cái điểm nhấn cho cái Ekang vải bên ngoài này. Về phần bên trong của nó thì em sẽ tháo Ekang này cho các bác cùng đánh giá. Mặt trong của nó là một driver Bass 30. Các bác nhìn quả lón của con này rất là hầm hố và khủng khiếp. Gân của nó thì gân cao su các bác nhá. Đây, gân cao su lon. Gân cao su lon này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta là một cái tiếng bát trầm này, ấm này và rất là sâu các bác nhá. Đặc điểm của dòng gân cao su nó là như thế, cao su lon này. Đấy, tiếng bát nghe rất là ấm và sâu và đi xa. Con này thì lỗ thông hơi của nó là ở mặt phía sau. Tí em sẽ quay về mặt phía sau cho các bác đánh giá về cái phần driver, cái phần mạch công suất của nó và các cái thông số kỹ thuật của nó về mặt sau. Ở cạnh này thì chúng ta sẽ có bốn cái lỗ này để ghim cái mặt Ekang ở lại các bác nhé. Bốn cái lỗ dùng để ghim cái mặt Ekang ở lại. Một cái lón loa rất là khủng khiếp các bác nhìn xem. Con này của nó, cái lón này nó sẽ phải rơi vào tầm 15cm các bác nhá. Lón nó rất là to. Thì các bác đương nhiên hiểu một điều là cái lón nó to thì đương nhiên cái côn và cái từ của nó cũng rất là khủng. Đây là hàng chính hãng các bác nhá. Nó có tem mác đầy đủ nên là em không như là hàng bãi em không thể tháo ra được. Em chỉ đọc thông số và em giới thiệu cho các bác thôi. Còn hàng này là hàng chính hãng. Sau nó có một cái tem của hãng Litton Sound và Phượng Hoàng. Người ta đã dán vào. Những cái đồ này nếu mà trong quá trình sử dụng mà các bác gặp vấn đề thì mua ở bên em thì bên em sẽ trực tiếp gửi ra hãng để hãng bảo hành các bác nhé. Hãng sẽ xử lý trực tiếp các cái vấn đề liên quan đến lỗi hỏng trục trặc trong quá trình sử dụng. Ok, thì em sẽ giới thiệu về phần mặt trên của nó. Con này thì thùng của nó là thùng gỗ ép các bác nhé, gỗ ép và được dán một lớp mạ là mạ gỗ lâu. Đấy, mạ gỗ lâu. Trên này chúng ta sẽ có là một cái tem logo của Phượng Hoàng, nhập khẩu phân phối chính thức các cái hãng âm thanh nổi tiếng DMX, Litton Sound và Flick. Trên này chúng ta sẽ có các cái logo nhá. Đấy, khi các bác mua về các bác có thể quét trực tiếp vào đây này. Nó sẽ ra thứ nhất là cái công ty Phượng Hoàng và các cái sản phẩm của công ty phân phối. Các bác yên tâm một điều là tất cả các hàng bên em bán là đều là hàng chính hãng 100%, đều có giấy tờ xuất nhập khẩu đầy đủ. Đấy, các bác yên tâm trong quá trình sử dụng. Phần cạnh của con này thì các bác có thể quan sát thấy là cạnh của nó thiết kế là một cái cạnh vuông các bác nhá, cạnh vuông góc này. Rất là sắc sảo. Ok, sau đây em xin quay về phía sau của nó cho các bác cùng đánh giá. Phía sau của con này thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là cái gì? Là một cái miếng tản nhiệt rất là khủng khiếp các bác nhá. Đây này. Cánh của nó rất là nhiều cánh. Và con này miếng tản nhiệt của nó có kích thước là 18 x 10 cm. Đấy, 18 là cái chiều dài này mà chiều ngang của nó là 10 cm. Miếng tản nhiệt rất là to.
những tản nhiệt này thì nó đảm bảo cho cái phần công suất của các bác hoạt động trong cái thời gian dài nó không bị nóng và nó không bị quá tải về cái phần nhiệt lăng các bác nhé. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có là hai đầu vào, hai level output và một cái đầu vào hai level input. Tức là đây chúng ta sẽ có một cái ngõ ra và một cái ngõ vào. Đây là ngõ ra của phần công suất và đây là ngõ vào. Ngõ vào lấy tín hiệu mức cao từ loa full của các bác đẩy thẳng vào đây. Đấy. Phía dưới thì chúng ta sẽ có là một cái ổ cắm nguồn. Ổ cắm nguồn này thì ổ cắm nguồn thông minh các bác nhá. Tích hợp bên trong là một cầu chì. Trong quá trình sử dụng mà gặp vấn đề trục trặc về lỗi kỹ thuật thì liên quan đến chập cháy thì con cầu chì trong đây nó sẽ tự động đứt. Lứt thì các bác có thể là gãy cái cạnh này ra, các bác thay luôn. Hoặc là không thì mang đến bên em hỗ trợ và kiểm tra thay cầu chì cho các bác. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có là một cái công tắc on off, bật tắt nguồn. Trên này thì nó sẽ có các cái lúm căn chỉnh riêng. Đối với cái dòng súp cao cấp này ấy, thì các bác sẽ có là gì? Thứ nhất là có cái phần này là phần tăng tiếng bass lên các bác nhá, tăng tiếng bass lên này. Đây là phần đầu tiên này, tăng cái tức là các bác chỉnh volume rồi nhưng mà phần này nó sẽ tăng được cái độ lợi của tiếng bass lên. Tiếp theo là phần thứ hai là phần chỉnh pha. Chỉnh pha này thì đối với các con súp bình thường thì các bác chỉnh pha thì nó chỉ có là một là 0 độ hoặc hai là 180 độ, tức là nó đảo pha đấy, nó đảo ngược pha đấy. Còn nhưng mà riêng các cái dòng cao cấp như này thì nó sẽ có tính năng là đảo, tức là đảo chi tiết, đảo cho các bác tùy chọn. Ví dụ các bác muốn đảo 45 độ thì nó sẽ đảo đúng 45 độ. Đây, nó sẽ có một cái lúm volume để các bác chỉnh từ 0, 45, 90 cho đến 135 cho đến 180 độ thì tùy theo cái cảm nhận của các bác. Khi các bác sử dụng, các bác cảm nhận là khi mình xoáy đến tầm bao nhiêu độ, góc bao nhiêu độ thì cái tiếng bass nó trầm, nó ấm và đánh lực nhất các bác nhá. Phần trên này thì chúng ta sẽ có một phần là crossover. Phần này là chính là cái phần cắt giải tần số. Thì các con súp điện con nào cũng có cái phần này. Cái phần này là phần để làm gì? Phần này là các bác dùng là các bác cắt các cái giải tần làm sao cho nó phù hợp để ra một cái tiếng bass chắc, gọn và uy lực. Thì bình thường các cái giải trầm của bên em cắt là nó loanh quanh từ tầm 50 các bác nhá. Các con trầm điện này từ tầm 50 Hz này, các bác cắt cho em đến khoảng tầm 90 đến 100 Hz thôi. Mình không cắt quá sâu, cắt quá sâu thì nó sẽ lẫn cái tiếng trung vào, nghe nó cái tiếng bass khi đấy nó sẽ bị rèn và nó nghe nó rất là khó chịu, nó không chắc tiếng. Cuối cùng trên này thì chúng ta sẽ có một cái volume của cái phần công suất này, tức là volume tổng. Volume to nhỏ này các bác. Các bác bật to nhỏ thì các bác sẽ xoáy volume này. Trên này thì chúng ta sẽ có là gì? Sẽ có là cái ngõ audio input, tức là lấy tín hiệu từ vang đưa vào đây. Sẽ có là hai ngõ led và right. Ở trên cùng này cuối cùng thì chúng ta sẽ có là một cái công tắc đèn và một cái nút standby, tức là cái nút này ấy, nó sẽ có chức năng là các bác để auto thì là khi nào có tín hiệu nhạc, tức là khi có tín hiệu nhạc ấy thì nó đưa vào đây ấy, thì cái mạch công suất bên trong nó sẽ hoạt động. Còn các bác không đưa tín hiệu nhạc vào thì mạch công suất nó sẽ tự động, nó sẽ tạm dừng và nó sẽ nghỉ. Còn chế độ on, các bác gạt sang chế độ on. Chế độ on này là chế độ chạy liên tục, tức là lúc nào mạch công suất nó cũng đang ở trạng thái chờ và các bác có tín hiệu là nó chạy luôn. Còn mạch khi các bác gạt sang auto này là nó sẽ ở trạng thái là có tín hiệu thì nó mới chạy, còn không có tín hiệu là nó sẽ ở trạng thái chờ. Đấy. Những con súp đời cao này nó rất là nhiều tính năng thông minh mà những con súp thường không có các bác nhá. Đấy. Riêng con này đã thêm hai tính năng thông minh là thứ nhất là nó out được đường ra này, thứ hai là nó thêm được hai cái phần là kích thêm cái tiếng lực cho cái phần bass và chỉnh pha theo ý muốn các bác nhá, chỉnh pha theo ý muốn này. Mà đối với những cái con súp thường nó không có những cái phần này. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Với con súp Little Sound 12SA này, phiên bản đặc biệt. Con này thì ở đây, như em đã nói từ ngày ban đầu thì chúng ta sẽ có một cái tem của công ty điện tử Phượng Hoàng. Đây các bác nhìn này. Đấy, thì ở đây trên này thì sẽ là cái tem dán của công ty điện tử Phượng Hoàng, sẽ có thời gian bảo hành cho các bác. Và đây là các cái thương hiệu nổi tiếng mà bên em cũng đang phân phối như là DMX này, Little Sound này, GT Patheo này và LSP các bác nhé. Rất là nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng. Đối với các dòng súp này thì các bác phù hợp chơi cho các cái không gian trong khoảng từ 30 đến 35 mét vuông ngoài đầu các bác nhá, 30 đến 35 mét vuông ngoài đầu. Còn nếu mà các bác chơi không gian mà nó rộng hơn khoảng tầm 40 mét vuông thì các bác theo em thì lên chúng ta chơi trầm to hơn, trầm 40.
nếu các bác chơi con trầm 30 này thì cũng được, nhưng mà khi tiếng bass ra có thể nó không đáp ứng đủ thì mình nghe nó cảm thấy nó chưa được thỏa mãn, chưa được phê, chưa được lực, chưa được căng. Đấy, đấy là tổng quan về cái phần của con loa siêu trầm này. Sau đây em xin test một đoạn nhạc và xin mời các bác cùng đánh giá chi tiết cái chất âm của nó. Ok, sau đây xin mời các bác cùng em thưởng thức chất âm của con loa Sub 12SA cực kỳ khủng khiếp này các bác nhá. Tiếng rất bạo lực và chắc chắn. Ok, sau đây em xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.